Xin chào nhà. Rất vui mọi người đã quay trở lại với channel của mình cùng với Call of Duty Mobile. Ok, thì anh em có thấy gì khác biệt không? Anh em thấy có một cái giao diện nó hơi bị tiếng Anh một chút, với cái tên của mình khác, nick của mình khác, mọi thứ nó đều khác không? Đấy, thì hôm nay nhá, hôm nay thì anh em mình sẽ trải nghiệm thử một buổi du học nước ngoài, một buổi du học ở bên server quốc tế anh em. Đấy, một buổi ở bên server quốc tế. Thì đây là nick của tôi mới gọi là chơi được khoảng gần đây thôi. Mới chơi được khoảng gần đây, mới level 30 à. Đã có cái súng xiếc gì đâu, mới được khẩu Q9 này anh em. Nhưng mà may là nó cũng full cấp rồi đấy. May là nó cũng full cấp rồi đấy, mình cũng có phụ kiện. Ok không? Ok thì bây giờ anh em mình sẽ không nói nhiều nữa, mà anh em sẽ vào trận luôn để trải nghiệm xem anh em ở bên server gọi là quốc tế này, anh em người ta bắn như thế nào. Có một số những cái điểm rất là hay mà mình thích ở cái bên server này nhá. Bây giờ thì không nói nhiều nữa, bắt đầu luôn, và anh em mình sẽ cố gắng để lại cái điểm nhấn gì đấy ở tại cái clip này của mình. Nếu mà anh em server nước ngoài có mà xem được thì có thể gọi là cảm thấy server VNG của anh em mình có nhiều những người gọi là ok đấy, tạo điểm nhấn đúng không nhá. Ok, bây giờ thì không nói nhiều nữa, let's go. Ok, trận đấu bắt đầu luôn anh em ơi. Có một cái rất hay ở mình thích ở bên anh em của server quốc tế này nhá, của bên quốc tế là người ta chơi cực kỳ là hiệu quả luôn đấy, người ta chơi rất là kiểu chăm chỉ chiếm điểm luôn, chơi cái gì là ra cái đấy luôn. Thật đấy, thật luôn anh em. Nào nhá, bắt đầu luôn này. Ôi, hello. Chuyện gì có một ông chạy lên ta lâm thọng rồi. Đây, trốn cái gì đây? Đấy, mình trận này mình phải cố gắng, mình gọi trái hot nhất có thể. Để gọi là coi như là kiểu nở may nở mặt anh em VNG đúng không? Đấy, lỡ đâu anh em bên kia thấy kênh của mình, xong rồi vào thấy kiểu à, anh em VNG thì phải bắn được đấy. Thiện của anh em chả xương đúng không? Nhỉ? Yeah. Hợp lý, đây này, làm cái gì đây? Trốn luôn. Bình tĩnh nha, chạy nhiều lắm, chân nhiều lắm. Ở cái server này mình có đúng khẩu Q9 này em ạ. Thật luôn đấy, không còn khẩu nào đẹp hơn đâu anh. Anh em thông cảm nhé. Ôi, hello. Hết cả hồn. À, ít ra nó full cấp rồi nhé, ít ra nó full cấp rồi nên là trang bị các thứ nó ok. Nó cũng ok. Ui dồi ôi, 3 điểm luôn rồi. Mất luôn 3 điểm rồi anh em. Mất luôn 3 điểm rồi, bắn gì đây? Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Lại hỗ trợ hơi nhiều. Ui dồi, hỗ trợ hơi nhiều. Ui dồi ôi. Đừng tỉnh nha, ông ơi. Ê, chạy đi đâu. Ui. Khó thế. Ui, bây giờ chúng ta mới được 2 điểm anh em. Bây giờ mình mới được 2 điểm thôi nhá. Bắn cẩn thận. Ê, từ ông ơi, từ. Nhá, từ từ nhá, phải thật cẩn thận, phải bình tĩnh. Rồi, trời này, em tin ông tôi thế, kiểu lật kèo luôn. Đấy, đi du học phải có những cái pha thử thách như này này, nặng nhọc như nào. Cái pha thử thách như thế nào, bắn ok, nó mới sướng. Nhá, cứ hồi máu hay lắm anh em. Đấy, có cái B rồi, được, phải bắn thế. Từng chân. Ui, nào, bình tĩnh. Ê, từ. Tại vì cái setting ở bên này này, cái setting nút niếc các thứ và cả độ nhạy ấy, cái độ tốc độ quay các thứ nó chưa được giống với cả cái nick ở bên VNG của mình. Thế là mình cũng chưa quen lắm. Trông lâu nó hơi kiểu bị cứng. Nó hơi bị cứng chậm chạp, trông buồn cười lắm anh. Không sao hết nhá. Ôi đây này, làm cái gì đây? Ông này nữa. Hay. Luôn. Rồi, nạp đạn, cứ phải nạp đạn trước, làm gì cũng nạp đạn trước. Ok, thả xe nốt này. Đâu, đây đúng không? Đây, ôi. Ui, người ta hồi sinh ở đâu ra ấy nhỉ? Ốc kỳ ghê á. Phải đứng ở B luôn này, hay là tôi xem mà tôi sai hot, tôi làm xừ lũ quẩn núc nhỉ? Cũng như thế có khi lại hay đúng không? Đây nhá, rồi. Ui, thôi. Ok nhá, thôi rồi, bắt đầu từ mạng này, bắt đầu từ mạng này nhá, kịp không anh em, kịp chứ, kịp mà. Nhưng mà cứ phải cho cái điểm, cho cái kẻ hủy diệt trước, ê, ui ôi, trượt làm sao được, à đây con này, đâu nữa, khổ ôi, úi dồi ôi, nó lại thơm thịt, ngon, đục, mạng được, rồi nhá, bắt đầu hành trình. Bóng hạt nhân bắt đầu. Úi trời ơi. Một này. Mình cứ đếm thế thôi, tí mình không biết mình có được không cơ. Mình phải cố gắng anh em. Úi trời ơi, đâu hết rồi. Đây rồi. Ê, bình tĩnh.
khi bỏ đi, quay đi, quay, quay, chạy, 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 chạy. An toàn là trên hết anh em, an toàn là trên hết. Mình không thể gọi là nếu mà anh em mình một con nút thì anh em mình không thể bắn láo được. Anh em phải bắn cẩn thận. Đây này, khi mà đổi round ấy, tôi phải ra được cái góc tủ của tôi thì bắn sướng lắm. Nhá, ok không? Ok. Rusty, ừ, ok, anh em Rusty thôi. UAV. Counter UAV. Rồi, người ta sẽ không biết ở đây đâu. Người ta không biết ở đâu. Anh em sống đấy. B này. Để tôi. Ui, ngon. Ôi giời, lên đôi mạng ở đâu này? Lên đôi mạng ở đâu ra vậy? Bốn mạng rồi đúng không anh? Bốn mạng rồi nhỉ? Đây này, mạng thứ 5 này. Thứ 5 này. Ok. Anh em thấy không? Nó hơi bị chậm ấy. Những cái bước hành động nó bị chậm hơn ở server VNG của mình. B này. Úi giời, đông chưa? Ông. Gì đây? Tôi ở bên này thì không dễ như bên kia đâu. Dưới này. Ê, hay. Hay quá. Khá là hay luôn. Vẫn còn à? Ui, đây này. Ơ, vẫn không biết mình trên này anh em. Vẫn không biết mình trên này luôn đấy. Ô này. Hay. Ui, sợ thế. Ui, đồng thế. Được đâu. Đây, có ông trong góc anh em nhìn thấy không? Có ông trong lượn. Ê, ui. Toàn bị bấm nút lướt thì nút ngắm thôi. Toàn bị thế rồi ạ. Tí mình cho mấy cái nút bé bé lại được. Toàn bấm nhầm nút không à? Không biết là anh em xem kênh mình có nhiều anh em đang chơi ở server này không? Server quốc tế anh em. Chắc là có đấy nhỉ? Cho anh em mình cùng giao lưu nhá. Nhưng mà tôi chỉ gọi là lâu lâu làm ấy. Làm một phát này thôi. Chứ tôi vẫn trung thành với VNG anh em nhỉ? Vẫn trung thành với VNG. Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam thôi. Việc gì phải sợ. Hay quá. Bê ui. Chết ở đâu. Ui. Từ từ hết đạn rồi. Ông ơi. Từ từ nhá. Bình tĩnh nhá. Hết đạn. Từ từ. Đấy em ơi. Nguy hiểm. Phải là bình tĩnh. Đâu. Đây này. Đấy. Ui. Từ từ. Rồi. Nhặt súng. AK-117. Được. Ui, nào. Còn chưa kịp hồi máu ạ. Sợ vậy. Ô, chết rồi, tôi quên đếm bao nhiêu mạng rồi anh em. Quên đếm. Bình tĩnh quả này anh em phải bình tĩnh đó. Bình tĩnh. Không tẩu tạc nữa đâu. Đâu? Ủa? Đâu hết rồi anh em bắn nhau nhiều thế mà không thấy đâu ấy. Đây chạy đến đây rồi. Ngắm tôi này, không ngắm tôi này. Ủa vẫn chưa có à? Bắn nhiều vậy vẫn chưa có à? Sợ quá em ơi. Rồi, đây rồi. Ủa, có, yes, rồi. Ôi được chưa? Ôi có rồi này. Trời ơi, bay tê đúng ạ, cuối cùng ạ. Bấm luôn chứ còn gì anh em, mở laptop lên, bấm. Được chưa anh em, như thế này gọi là đủ dấu ấn chưa? Đủ gọi là dấu ấn chưa? Đấy chưa, làm này mới quả gọi là mở mang anh em server Việt Nam. Đủ. Trời ơi, bay thế tôi không để ý cơ, bay là có rồi đấy. Không là quả đấy thua rồi, quả đấy bắn thua rồi còn gì. Cay, sợ vậy. Không, chuyện nó đơn giản mà. Chuyện nó gọi là đơn giản. Ok, B này, không lấy được B đâu. Thắng ngược luôn nhá anh em, được chưa? Nó đã gọi là ok chưa? Uy tín chưa? Ê, thôi. Không sao hết, tôi có nút clear rồi. Tôi có nút rồi, tôi chẳng được gì đâu, sợ ấy. Rồi ôi. Kiểu nó vui anh em, kiểu nó bị vui ấy. Ok, tôi bây giờ kết thúc trận đấu rồi, thắng ngược rồi. Quá gọi là hoàn thành mục tiêu rồi. Chỉ tiêu quá là thừa rồi. Đâu đấy, ông nào trên này đấy. Thì có ai đâu. Ok, thế là thắng rồi. Ok, để xem bao nhiêu mạng đã. Đấy, thì rất cảm ơn anh em đã xem đến hết clip này của mình. Thì thực ra là lâu lâu thì mình sẽ làm một clip đi du học như này để cho anh em kiểu thay đổi không khí một tí thôi. Chứ mình vẫn trung thành bên VNG nha anh em. Đấy,
đấy. Nhưng mà nuclear nó phải gọi là cái gì đây đúng không? Ui, 52 mạng. Ok nhá, và nếu mà anh em thấy clip này nó hay hay nó vui hay nó quýt thì đừng quên để lại cho mình một like với cả một subscribe ở bên dưới để mình có thêm nhiều động lực để làm thêm nhiều clip nữa cho anh em. Ok không? Ok nhá, bây giờ thì lời cuối rồi. À, tạm biệt cả nhà nha.